Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tại cái công viên khu lấn biển ở Kiên Giang, mình sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện về hợp đồng đặt cọc. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một người bạn. Thì các bạn biết không, trước đây thì đất Phú Quốc rất là sốt. Vừa mới xuống tiền là đã có những cái lợi nhuận đầu tư, và lợi nhuận đầu tư rất là cao. Thì tôi không nói về cái chuyện là các bạn đầu tư sẽ sinh lợi bao nhiêu tiền. Tuy nhiên tôi sẽ quay về cái câu chuyện pháp luật một chút. Đó là cái việc mà hợp đồng đặt cọc. Câu chuyện của tôi kể về một người bạn. Anh gọi là nhận cọc với một số tiền, dĩ nhiên là tôi sẽ mã hóa cho quý vị và các bạn ha. Ví dụ như bây giờ bán một cái miếng đất nó là 3 tỷ đồng và anh nhận cọc với cái số tiền là 1 tỷ. Các bạn biết không, tôi có nghe như trước đây là đất ở Kiên Giang, đất ở Phú Quốc chỉ chừng khoảng một cái khoảng đất nhỏ thôi, 1.000 mét vuông thôi. Trước đây vài năm trước nó chỉ là 2 tỷ, nhưng sau này thì nó lên tới con số là 15 tỷ. Con số mà tôi không biết và tôi chỉ cần nghe, Tuy nhiên là cái kinh nghiệm về ngành luật cho tôi hiểu được rằng khi đất đai sốt thì sẽ có những cái vụ kiện phát sinh tranh chấp. Và hôm nay tôi cũng muốn kể cho quý vị và các bạn nghe khi đang ở đất Kiên Giang này một cái câu chuyện tư vấn về đặt cọc, giải quyết tranh chấp đặt cọc ở đất Phú Quốc. Thì vị khách hàng nói với tôi như thế này, luật sư biết không, tôi nhận đặt cọc để chuyển nhượng một cái quyền sử dụng đất với cái giá là 3 tỷ đồng. Thì khi mà tôi nhận đặt cọc thì tôi đã nhận người ta đã đặt cọc cho tôi một số tiền là 1 tỷ. Và khi cái dự án đất Phú Quốc nó sẽ không còn gọi là sốt nữa. Và các bạn biết không, trước đây thì luật đặc khu đó, 1, 2, 3 nơi nó sẽ không được phê duyệt, thì đất tạm thời là lướt không được thì xuống. Và việc gì đến phải đến. Cái người mà đặt cọc trước đây họ mong muốn lướt sóng các bạn ạ. Họ mong muốn lướt sóng. Hôm nay tôi đặt cọc với số tiền 1 tỷ. Tôi nhận chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất này với giá 3 tỷ. Không phải chờ tới một tháng sau đâu, mà ngày mai tôi sẽ có cái số tiền là 5 tỷ, 7 tỷ chẳng hạn. Và tôi nghĩ rằng các anh chị đầu tư bất động sản thì điều này là có thật thôi. Tuy nhiên thì khi gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa không còn nữa, thì cái người đặt cọc đó họ khởi kiện đến tòa án. Và sau khi nhận một cái vụ kiện thì cái vị khách hàng của tôi á, quý vị biết không, đất chưa phải là của họ. Họ cũng lướt sóng bằng cách họ mua của một người khác với giá là 2 tỷ 8. Thì họ bán lại, họ chuyển nhượng lại với cái giá là 3 tỷ đồng. Các bạn biết rồi, có lời thì tôi bán. Và khi mà nhận cọc với cái số tiền là 1 tỷ thì giấy tờ chưa ra. Mà các bạn biết không, về mặt pháp lý, nếu trong trường hợp này chưa phải là chủ sở hữu thì anh chưa có quyền đúng theo quy định của pháp luật để mà giao dịch. Và nếu trong trường hợp cái người đặt cọc họ khởi kiện thì khả năng thắng thua của anh rất là nhiều. Và các bạn biết không, hôm nay luật sư nói cho quý vị và các bạn, không phải cứ đặt cọc
thì sẽ phạt cọc. Không phải cứ không mua thì bị mất cọc, mà không bán thì bị phạt gấp đôi số tiền đặt cọc. Cái trường hợp đó chỉ đúng với điều kiện chủ thể, cái quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ sở hữu, chủ quyền. Cái chủ thể giao kết hợp đồng, cái nội dung giao kết hợp đồng rất là nhiều thứ khi mà các thứ hoàn thiện. Thì tôi nhìn nhận ở một cái góc độ hoàn toàn khác một số anh chị em luật sư khác. Tôi nhìn nhận, tôi nói rằng chết rồi. Nếu trong trường hợp này, cái người mà đặt cọc á, họ đi khởi kiện anh, thì anh có những cái bất lợi. Thứ nhất, đó là về mặt chủ quyền của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất anh chưa ra. Mà anh chưa ra thì anh nguyên tắc là anh chưa được quyền. Đúng thôi, chưa được quyền nhận cọc. Mà nếu trong trường hợp này thì tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Hợp đồng vô hiệu thì anh phải hoàn trả lại cho người ta số tiền là 1 tỷ đồng. Giữa cái phân tích, giữa cái phân tích của cái việc hoàn trả lại 1 tỷ đồng và cái phân tích của trả lại cho người ta, thì người đặt cọc đã khởi kiện đến Tòa án Nhân dân của Phú Quốc để mà yêu cầu hoàn trả lại cái số tiền đặt cọc. Dĩ nhiên cái người khởi kiện họ cũng đã được luật sư tư vấn. Cái người đặt cọc của họ đã được luật sư tư vấn. Thì tôi bảo anh là thôi bây giờ như thế này, đã được cái tráp của tòa rồi, đã được thông báo thụ lý với lý do là bên nguyên đơn họ bảo là tuyên bố cái hợp đồng vô hiệu. Và khi tuyên bố cái hợp đồng vô hiệu này, chắc chắn mình sẽ bất lợi. Thôi thì bây giờ ngồi lại với nhau đi. Anh hồi xưa anh nhận người ta số tiền là 1 tỷ đồng, hoàn trả lại cho người ta số tiền nhỏ hơn số tiền 1 tỷ đồng. Và cái vụ việc kết thúc. Sau khi cái vụ việc kết thúc thì anh có nói tôi một cái câu. Tôi cũng đã từng tư vấn tới 4 năm luật sư, nhưng mà các ông các bà luật sư kia nói khác, còn riêng chị thì nói khác. Thưa quý vị và các bạn, điều đó cũng cảm thấy ấm lòng trong cái việc mình đưa ra những cái kiến thức và mình biết ở đâu là vừa phải. Và tôi cho rằng khi các bên ngồi lại giữa nguyên đơn, bị đơn ngồi lại với nhau, thì khi chúng ta bớt so kè với nhau thì chúng ta sẽ bớt đi những cái gọi là còn cái lý và còn cái tình. Trong một cái chương trình mà gọi là pháp luật đó, thì có cái lý và cái tình. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của tôi là như thế đó. Tôi cảm thấy ấm lòng khi làm một cái nghề. Và tôi cảm thấy rằng là mình có ích khi đem đến những cái thông điệp hòa giải cho mọi người. Tôi vẫn mong muốn nếu trong trường hợp không thể hòa giải được thì chúng ta có thể đi tiếp tục, và lúc đó phán quyết của tòa nó như là một cái gọi là cái quyền lực của tòa án, làm cho cái tình của những người đặt cọc và nhận cọc không còn nữa. Và tôi nghĩ rằng là nếu trong trường hợp cái người đi lướt sóng, cái người đặt cọc, họ khả năng họ biết được rằng khi họ không tiếp tục thực hiện hợp đồng thì khả năng về mặt pháp luật, nếu trong trường hợp cái giao dịch này thành công thì họ sẽ có thể lời, có thể lỗ. Và cái vị khách hàng của tôi sau khi nhận định được tình hình về mặt pháp lý, về mặt luật, thì anh phải biết nhường nhịn một tí xíu để được hưởng lợi. Thưa quý vị và các bạn, những cái câu chuyện tại đất Kiên Giang, tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện về tranh chấp hợp đồng đặt cọc và rút đơn khởi kiện, để cho chúng ta cảm thấy ấm lòng vào những buổi thời buổi hiện tại. Và anh nói với tôi được một cái câu mà tôi cảm thấy rằng đây là có thể là kim chỉ nam của tôi trong quá trình hành nghề. Ồ, thấy chị tư vấn nó khác một số anh chị em luật sư khác.
Thưa quý vị và các bạn, đó cũng là một cái ấm lòng của những ngày làm việc và những ngày nghiên cứu luật. Và hy vọng rằng trong cái thông điệp dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ còn được những lời cảm ơn từ những cái tư vấn miễn phí, có phí của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã thương, đã yêu, đã tin một luật sư Thu Đoàn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.